bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây, long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cánh lên hơi, đào xuân chung chim anh say, ngập ngừng sương răng lôi phố, xôn xao nhịp vây đúng đường. Vang tiếng kèn chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn nói em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay xa. Chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi Sa Pa, nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, đắm say phiên chợ anh về cùng. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp mai mà sao vui thế, tiếng đàn nói em nói điều gì, cho ta ngồi bên nhau đêm nay Sa Pa. Chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi Sa Pa, nơi gặp gỡ trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, vẫn vương bao người ai về cùng Sa Pa. Bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây, long lanh trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cánh lên hơi, đào xuân chung chim say, ngập ngừng sương răng lôi phố, xôn xao nhịp vây đung đưa. Lần thứ nhất cũng là những bức ảnh anh chụp tại cao nguyên đá Đồng Văn, và lần này cũng vậy. Và có lẽ nếu như ai trong chúng ta ngồi đây mà biết nhân vật này thì cũng biết là anh, có thể nói anh là một cái nghệ sĩ nhiếp ảnh mà gắn bó mật thiết thân thiết và rất là lâu năm với khu vực cao nguyên đá Đồng Văn. Ngày hôm nay thì đây xin được mời anh đứng giữa khu vực trung tâm sân khấu và anh Trần Cao Bảo Long. Và sáng nay khi mà quý vị thưa các anh chị thì các bạn có thể nói là sự kiện sáng nay của chúng ta sẽ diễn ra một cách rất là gần gũi và bình thường anh ha. Có nghĩa là sẽ không có nghi thức nghi lễ gì cả, chỉ có gặp gỡ nhân vật chính, trò chuyện cũng như là lắng nghe những câu chuyện của anh về cao nguyên đá Đồng Văn và cùng tìm hiểu về mục đích của sự kiện này. Dạ, và có thể là cho phép chúng tôi được ngồi trên sân khấu để cùng trò chuyện với các anh chị các bạn nó dễ dàng hơn và gần gũi hơn. Như chuyên mục đã nói thì nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long có nghĩa là một người đã đến với cao nguyên đá Đồng Văn từ rất là sớm, và anh cũng đã gắn bó rất là nhiều năm với khu vực này. Bao nhiêu năm anh Long ha? Khoảng 20 năm. 20 năm với cao nguyên đá Đồng Văn, có thể nói là một khoảng thời gian rất là dài và rất là đặc biệt. Anh có nhớ là mình đã chụp bao nhiêu bức ảnh tại đó không anh?
Anh tính được không? Không thể tính được. Tôi còn không nhớ được cái số lần tôi lên đây nữa. Chắc khoảng trên 50 lần. Trên 50 lần? Dạ. Dạ. Lần dài nhất ở thì khoảng trên 2 tháng. Ở đó có cái gì mà làm anh cứ phải lên ngoài rồi gắn bó với nó không vậy? Gia đình tôi thì cũng cái này cũng đúng, thì gia đình tôi thì biết là gia đình tôi còn nghi ngờ là tôi có gia đình thứ hai ở trên đấy, nhưng mà không phải, vì tôi lên trên đấy là vì chỉ có là đam mê thôi, là tôi đam mê cái cuộc sống bình dị của cái này, đam mê những ánh mắt của những đứa trẻ lăng lăng là cái này, nên là tôi lên như vậy. Dạ, ở cái triển lãm lần thứ nhất của anh cũng diễn ra tại cái khu vực đường sách này đây, thì anh cũng đã giới thiệu rất là nhiều những tác phẩm đẹp về cao nguyên đá Đồng Văn. Và lần này cũng vậy. Vậy thì hai cái lần triển lãm này có cái gì khác nhau không anh? Về nội dung ảnh? Về nội dung ảnh thì khác nhau. Lần trước thì là triển lãm Hoa của Đá, thì nói về đời sống của trẻ em ở trên cao nguyên đá này. Cao nguyên đá thì gồm có 4 huyện, từ Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quảng Đạo. Thì 4 huyện này thì đều là cao nguyên đá được 12 năm trước, năm 2010. Thì được UNESCO công nhận là di sản được chốt toàn cầu, nên là không phải là vì lúc đấy mà tôi đã ở đây trước 10 năm rồi, nhưng mà tôi thấy cuộc sống ở trên này nó rất là hay, một mạc rất là chân chất, nên là tôi đi được. Dạ. Và nội dung ảnh của lần này nó là gì ạ? Nội dung ảnh lần này là chợ của đá, chợ trên đá. Thì cái tên thì cũng rất là làm sao về trước thì Hoa của Đá là chúng ta chợ của đá hay là không, là chợ trên đá, thì thực ra nó là không có được chất bằng cầu, thì cái chợ hay là nhà thì đều trên mặt đá hết, nhìn trên dưới đá hết. Thì chợ trên đá này nó có cái đặc biệt là nó có hai loại chợ, chợ phiên và chợ lùi. Chợ phiên thì tính vào thứ bảy chủ nhật nó đèn cho các chợ huyện, chợ huyện là chợ chính và chợ xã lớn, nhưng mà chợ lùi chắc có 6 ngày họp một lần. Ví dụ như tuần này học thứ năm thì tuần sau là thứ tư, tuần sau rất là thứ ba, nó lùi như vậy. Nên chợ lùi thì nó ở xã nhiều hơn, ở xã là thôn cũng có. Nhưng chợ văn hóa, chợ ở đây không phải là nơi chỉ mua bán như ở đây. Chợ ở đây là nơi để vui chơi giải trí, chỉ để đem con trâu ra đổ con chim ở Mỹ, hay là đem chút cho con dê gài ra đổ quần áo, đổi cho đổi như vậy, hoặc là họ đem con bò đổi cho con, họ cũng là tìm tận tường với họ và nơi để ta ra cũng tin tưởng với nhau. Tôi biết tôi có những người tây cũng chụp đi chụp thì là cái tay không và cũng về là tay không, còn ra thì để ăn cái đồ phở thôi như vậy. Rồi có những người thì như các bạn thấy cái hình gần đây là thanh niên với nhau năm thanh đứa tú đi để tìm hiểu và để tìm bạn đời cho mình. Thì người ta nói là ở những cái vùng như vậy thì hình ảnh đó, nó sẽ là cái chất liệu rất là đẹp cho hình ảnh. Nhưng mà có một cái điểm đó là nghe thắc mắc là bây giờ thì dễ rồi, nhưng mà nếu như mà tính lùi thời gian lại, cái khoảng thời gian đầu tiên anh lên đến những cái nơi như vậy, lên cái vùng cao nguyên đá này, thì cái việc chụp chân dung những cái nhân vật ở trên đó nó sẽ rất là khó, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nói về cái thời gian đầu tiên, lần đầu tiên đi thì phải đi xe lửa từ đây ra ngoài Hà Nội hết 3 ngày 3 đêm. Một ngày đầu tiên thì di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang. Ngày thứ hai từ Tuyên Quang đến Hà Giang. Ngày thứ ba lấy xe máy chạy từ Hà Giang lên trên cao nguyên đá này, ở trên đó chừng một tuần thôi. Rồi tôi lại trở về, tại vì một tuần nữa tôi mới trở về Sài Gòn rồi. Nó cái thời gian đi và lại thì khóa và vất vả. Và người dân ở trên này họ đưa máy lên dí họ chụp cái sợ kêu không chụp ảnh đâu, không có tiền trả, tại vì họ nghĩ mình chụp ảnh lấy tiền, dí người ta chụp thì người ta chạy mất. Phần lớn các bạn coi hình ở đây là 100% là những hình tôi chụp ảnh khác không. Và tôi ảnh sở trường của tôi là tôi chụp tele 70-200, là tôi đứng xa họ lắm, những cái hình như vậy là tôi đứng xa họ lắm. Nên là để họ một cách tự nhiên, họ không có nhiều khi người tấn họ không phát hiện mình nữa, có tấn họ phát hiện là cười mình biết không, thì họ từ lúc từ khi chụp nên họ đâu có thấy ấy, phần lớn là ảnh như vậy. Nên là bây giờ thì dễ, đúng là chỉ nghĩ là bây giờ thì dễ chụp hơn, tại vì họ chạm dữ hơn, thì đã có máy ảnh, có smartphone rồi.
ở lần đầu tiên thì anh sau khi mà triển lãm xong thì toàn bộ cái tiền bán ảnh anh thu được từ triển lãm thì anh cũng đã đem về trở lại tỉnh Hà Giang đúng không? Lúc đó là mình làm 2019 thì tôi những cái lợi nhuận tất cả những cái tiền của các bạn có thì tôi lên đi giúp cái lưu xá lưu cú. Cái lưu xá cái trường đó là cái trường dân nuôi, giống như cái trường sạp tiền đây là trường dân nuôi. Trường dân nuôi là cái chương trình là muốn giữ dân, giữ học trò ở lại trường để nó khỏi đi bộ xa quá. Một ngày nó đi bộ mười mấy hai mươi cây số thì nó quá xa. Nên là người ta giữ cái tin khắc này là giữ ở trên này, đây là trường. Nhưng mà giữ ở trường thì người ta lưu xá. Tôi bắt đầu xây những lưu xá, lúc đầu thì tạm bỡ, sau thì nó khá hơn. Như cái trường này là họ xây lưu xá ngay trên tầng 3, tầng 4 của trường họ xây ra đó. Thì bây giờ trường này thì này thiếu thêm thiết bị. Thì cái trường lưu cú hồi xưa cũng vậy, tại vì nó có 10 phòng lưu xá rồi, học sinh nó lên đến 300 gì đó. Thì các bạn mở trên xa trường trên 5 số thì được ở xa lưu xá, trên 5 số. Lưu xá thì là nơi để các bạn ở lại từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy chủ nhật thì đi về nhà, họ đi về nhà rồi thứ hai thứ sáu thì họ làm họ học học và ăn ở đây. Tôi cũng ở lưu xá khi mà tôi sửa chữa cái trường cái lưu xá cũ thì một cái lưu xá một bữa ăn có 5.000 thôi, nhưng mà mấy em thích lắm tại vì được ăn cơm. Mấy anh nhà thì anh hoàn toàn cái ăn bằng bắp mà ngô xay ra làm mè mén á, ăn ngô thôi. Còn ở đây thì họ được ăn cơm, họ rất là thích. Tôi hỏi trên mũi cũng rất thích, tại vì người ta rất là đẹp, nhưng vẫn còn rất khó khăn ở nơi vùng cao phía Bắc. Dạ, và thưa tất cả quý vị, sáu cái bức ảnh ở đây chúng ta cứ chiêm ngưỡng. Và nếu như mà ai có thích và có những sự đồng cảm với một bức ảnh nào đó thì chúng ta có thể nói ngay ngay. Và khăn trong đó, nó chính là một cái cách mà cùng với anh Trần Cao Bảo Quang là một cái việc tốt đẹp cụ thể thôi. Cụ thể ở đây đó là góp phần xây dựng lưu xá cho các em học sinh người dân tộc vùng cao ở trường Xà Phiện, Hà Giang. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn mời em nói điều gì? Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ôi Sa Pa, nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái, vẫn vương bao người ai về cùng Sa Pa.